Xin được mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình Bản tin Cờ Hó với những thông tin mới nhất, nóng nhất về Cờ Hó được cập nhật hàng ngày. Để anh em nhá, anh em xem đây này, bọn VK làm ăn như này xem có được không? Đây là sinh ra tờ giấy VK là để tránh trường hợp là phối cận huyết. Thế vào đây này, nó cho bố phối con này, vẫn cấp giấy bình thường. Anh em thấy thế nào? Đây, một sập giấy luôn. Giấy xịn nhá. Đây toàn bộ đây, tem này, tem này dấu chim này. VK nhuận luôn. VK. Đấy, anh em xem như thế có được không? Ok anh em. Đây này còn cho bốt để cho. Trong những ngày qua, những người nuôi Maninoi đang xôn xao lên về một cái sự việc là một bầy chó con được cấp giấy bởi VK, có nguồn gốc không phải là chó bố phối chó con. Anh em nghe chừng phản ứng dữ dội lắm. Người thì kêu là sinh ra cái tờ giấy này để làm mắt tông phả, để tránh vụ việc nhân giống đồng huyết cận huyết, nhưng mà lại cho đi cho bố phối cho con như thế này mà đến đi cấp giấy. Thì trong video ngày hôm nay, Bằng Đoàn sẽ cùng các bạn phân tích mổ xẻ đúng sai trong cái sự việc này. Đọc các bình luận trong bài viết của bạn đăng video lên ấy, thì thấy anh em chửi VK quá trời luôn. Nhưng mà thực ra thì anh em hãy khoan chửi, chúng ta nên lên tìm hiểu một chút. Thực tế là trong cái việc này thì VK người ta không sai, bởi vì các bạn phải hiểu là chức năng nhiệm vụ của VK họ làm cái gì. Họ làm quản lý về con giống, quản lý không phải là quản lý anh cho con nào phối với con nào, mà họ quản lý xem là cái việc anh nhân giống đã trung thực chưa. Ví dụ như là bố A phối mẹ B nhưng mà có khi làm giấy để đưa con mẹ C. Cái thứ hai nữa là đàn cún của anh đẻ được bao nhiêu con, anh khai có chính xác không, hay là đẻ 5 con khai lên 10 con để làm giấy 10 con bán cho được nhiều chó có giấy. Người ta quản lý về ngày tháng năm sinh, về màu sắc đàn cún, nói chung là người ta chỉ quản lý về số lượng, về ngày tháng và những cái đặc điểm nhận dạng của con cún thôi. Thế còn bạn ghép được cái như thế nào thì người ta không quản lý cái việc đó. Quản lý về việc phối giống con nào đi với con nào thì cái việc đó là việc quyết định của nhà nhân giống. Để bảo tồn nguồn gen quý, gìn giữ sự thuần chủng của loài giống thì buộc phải nhân giống cận huyết. Còn trong nhân giống cận huyết thì nó có cận huyết gần và cận huyết xa. Cận huyết gần thì như là bố phối con như này này, rồi mẹ phối con, rồi anh chị em cùng bầy hoặc thậm chí cùng bầy khác bầy. Đại để là cùng huyết thống là thế hệ thứ nhất, đấy là cùng các con ở các bầy khác nhau thì cũng có thể cho ghép phối với giống với nhau. Xa hơn tí nữa thì đến cháu chắt. Thực ra thì các bạn chưa quen với việc này thôi, chứ đối với ở Đức ấy, béc dê thì người ta nhân giống cái việc cận huyết này nó gần như là 100%. Béc dê sâu ấy, các bạn cứ xem phả hệ mà xem, con nào cũng nào là rề mô 3-4, rồi là rề mô 4-5, hay là giam huyền thoại đấy cũng thế, 5-5 hay là 3-3. Cái phương pháp nhân giống cận huyết này thì nó có ưu điểm vượt trội. Vượt trội ở đây là gì? Vượt trội ở đây là việc mình nhân giống là được con chó đúng như mình mong muốn. Ví dụ như ở Việt Nam mình, những cái fan hâm mộ của Arendi, của Hoan ấy chẳng hạn. Thế thì con Arendi thì dần dần nó cũng có tuổi chứ. Thế thì rồi làm sao mà nó phối giống được nữa, rồi đến lúc nó có đến tuổi thì nó cũng phải nghỉ. Rồi thậm chí là nó già rồi thì cái tinh trùng nó cũng phải yếu đi. Thế nhưng bây giờ rất nhiều người yêu Arendi và thích cái nguồn gen từ cái con Arendi này. Thì người ta có thể cho nhân giống đó là cháu chất của Arendi phối giống lẫn với nhau, thì nó vẫn lọc ra được những con mang cái từ hình hài cho đến như tính cách của Arendi. Thì đây người ta gọi là phối cận huyết anh em nhé. Còn cận huyết gần với cận huyết xa thì tùy nhà nhân giống. Và trong nhân giống cận huyết này nó sẽ có những cái ưu điểm vượt trội, nhưng nó sẽ có những cái nhược điểm. Nhược điểm ở đây là gì? Một số cá thể sinh ra là có thể bị quái thai ngay từ lúc sinh. Có những con có khi nó không có 4 chân mà lại chỉ có 3 chân. Thậm chí có những con không có đuôi. Thực ra thì anh em chưa thử, chưa nghịch thôi. Chứ còn thì trong cái nhân giống này nếu anh em cứ làm thử nó sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. Có những con nó không có chim mà anh em. Không có chim, không có bướm luôn. Cái việc này thì anh em phải làm thử thì mới biết được. Một số đàn thì khi nhân giống thì có gần đến ngày bắt đầu biết ăn thì có khi là tự nhiên cứ nằn đùng ra chết. Rồi thậm chí có những con mà nuôi to lên rồi thì tự nhiên chết không rõ nguyên nhân. Mà để nói về cái điều này thì những người nuôi chó Phú Quốc là rành nhất. Bởi vì đối với chó Tây thì đây là lần đầu tiên anh em gặp ở Việt Nam là nhân giống cận huyết gần. Chứ còn thì đối với bản địa thì người ta đã làm việc này từ cách đây 7-8 năm trước. Một trại nổi tiếng với chó Phú Quốc, nếu những người nuôi chó Phú Quốc thì chắc là biết. Một trại nổi tiếng với chó Phú Quốc, người ta đã nhân giống cận huyết gần luôn. Và cho ra những cá thể cực kỳ là đẹp, đúng ý luôn. Ví dụ như bạn thích ở nhà người ta là cái con A, thì họ nhân giống ra cho ra một loạt những con y chang con bố lên luôn. Nhìn con nào cũng có một cái nét đẹp giống y chang như con bố như thế. Và chạy chó đó bán chó tới vài ngàn đô một con chó, mà thậm chí là phải quan hệ mới mua được. Nói như này thì những người chơi Phú Quốc đều hiểu, vì tôi không tiện nói đặt tên nữa thôi. Chứ còn nói như này thì những người chơi Phú Quốc thì đều biết. Còn ở Đức, những người chơi GD sâu á, dòng GD đen vàng đấy, nâng gù đấy, thì 100% luôn các bạn nhé. Nói 100% thì hơi ngoa, nhưng xem phả hệ con nào cũng có sự trùng gen.
tức là con heo cái gen nó xa lắm cũng phải là gì 55 hay 54 hay 44. Ở Đức thì đa phần các trại nhân giống họ nhân giống là 33 hoặc là 34, có một số con họ nhân gần hơn là 32. Còn những cái con mà nhân giống 11 hay là 12 hay là nhân giống cận huyết gần bố phối con như thế này thì không thấy có trong phả hệ của những con mà đạt thành tích cao. Có nghĩa là cũng có thể là do họ thử nghiệm là những con mà phối cận huyết gần quá nó không thành công. Thế nên là thường thường họ áp dụng, như mình theo dõi các phả hệ của các con chó béc dê ấy, thì con nào phối gần lắm là 22, tức là cháu với phối với cháu đó. Còn không có thì là phải cháu phối với chắt hoặc là chắt phối với chắt. Thế nhưng ngược lại thì ở Việt Nam thì anh em cho phối giống thì xin thưa với các bạn là không phải là họ đẳng cấp đến mức độ họ phối giống cận huyết để họ nghiên cứu đâu. Bởi vì đấy anh em vẫn nhân giống để bán bình thường. Thế còn thì anh em cho nhân giống cận huyết để bán vì lý do gì thì cũng chưa nắm bắt được cái ý tưởng của chủ chó. Cái việc này nó thuộc về nhà nhân giống. Thế nên là nếu trong cái trường hợp cái bầy chó như thế này thì thường thường anh em không nên bán ra ngoài thị trường, bởi vì tỷ lệ rủi ro khi nuôi những con chó đó là rất cao. Mà cũng khuyên anh em cũng không nên mua những con chó nhân giống kiểu như thế này, bởi vì cái nó rất dễ có thể là mắc những cái bệnh tật mà sau này có thể nó mới cái bệnh này nó mới bột phát ra ngoài, chứ còn bây giờ thì có thể là nó chưa lộ ra. Còn chưa nói về thần kinh về hình thức thì tôi chưa nói đến, nhưng mà phối mà phối gần như thế này thì nói thật với các bạn là cái tỷ lệ rủi ro nó rất là cao, chúng ta không nên sử dụng. Ngay như trong bài viết của bạn đăng video thì mình thấy có một bạn phân tích cũng rất là hay. Đấy, bạn ấy nói thôi. Bạn nói là đây là một kỹ thuật khó trong bộ môn sinh học. Các nhà nhân giống có kiến thức và kinh nghiệm ở đẳng cấp quốc tế họ vẫn làm điều này và thành công rực rỡ. Ở cơ giống chó ngoại đã đạt lên cấp độ thuần chủng, họ đã chọn lọc được những cá thể vượt trội nhờ vào việc nhân giống cận huyết. Và cũng nhờ việc nhân giống cận huyết họ đã phát hiện và thải loại ra những con giống bị tật lỗi chính xác luôn. Những người chơi béc dê thì thấy cái việc này là rất rõ ràng rồi. Một đấu gạo 8 phối trộn với một đấu gạo 8, ta sẽ được toàn gạo 8 thơm ngon tinh khiết thuần chủng. Gạo 8 trộn với gạo lếp ta sẽ được gạo thập cẩm. Thì đây là một cái phương pháp mà người ta gọi là phương pháp phối cận huyết anh em nhé. Nhưng nó chỉ khác một cái là ở nước ngoài người ta phối cận huyết như này là người ta nghiên cứu, còn ở Việt Nam mình thì cho phối giống thì mang phân mang đi bán. Mà cái chết thì cuối cùng là những người nuôi. Thế nên là thực ra thì tôi cũng không phải là lên án hay là muốn có ý gì đối với bạn nhân giống đâu, nhưng mà chúng ta không nên làm như vậy. Bởi vì các bạn có nuôi đâu, các bạn lại bán, thế nên cái rủi ro là dành cho người nuôi. Vậy nên là các bạn không nên trách VK vội, bởi mình phải hiểu rằng là họ quản lý ở cái gì và cái việc gì thuộc về nhà nhân giống. Còn để mà nói về cái đẳng cấp để nhân giống cận huyết thì xin thưa với anh em là ở đây nó có ông nào nuôi chó đến hết cuộc đời đâu, chỉ nuôi chó lúc nó đắt thôi, nuôi là lúc nó đắt thì còn bán thôi, chứ còn lúc chó nó rẻ đấy, bây giờ nó rẻ như Maninoi này thì vẫn còn người chơi, bởi vì thôi thì nó cũng chẳng bán được giá cao thì người ta vẫn có người mua về để về gì, không dạy được thì vẫn là con chó quay nhà. Chứ còn thì đấy, Phú Quốc đây này, rồi tới đây là sẽ Mông Cọc này. Đấy, ông nào có đủ cái tình yêu đối với con cún, cái mình yêu quý con chó thực sự. Thì lúc đấy là người ta mới còn nuôi, hoặc là những ông nuôi sinh sản, nuôi kinh doanh ấy, thì nuôi con chó thay con lợn, con gà, đấy, bán giá cao nhìn hơn giá chó thịt một tí. À, thì đến lúc này thì ông nào yêu chó, quý chó nó mới lộ ra thực sự. Chứ còn thì nhiều khi nuôi chó đâu phải quý chó đâu, không nuôi chó đâu vì nó đẻ ra tiền đấy chứ. Cứ phải yêu lắm yêu vừa chứ chó rẻ phát ra thế chả thấy nuôi chó nữa gì cả. Các trại chó nghỉ đóng cửa liên tục, toàn thấy ông mẹ thanh lý thôi. Đủ các lý do là để thanh lý. Thì đấy anh em nhá, qua cái sự việc thì đây là mình vừa cùng các bạn phân tích về cái việc là cho phối cận huyết như thế này. Thế còn đúng sai như nào thì các bạn cứ bày tỏ quan điểm dưới cái phần bình luận nhá. Thế còn nếu như có những cái vụ gì, có những cái sự kiện gì anh em muốn mình mổ xẻ phân tích thì anh em cứ comment ở phía dưới video nhé. Mình sẽ lại cùng anh em mổ xẻ từng vấn đề một. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video sau. Và nếu như những chia sẻ của Hoàng Toàn TV anh chị em thấy hay và hữu ích thì hãy chia sẻ cái giá trị này cho nhiều người cũng biết. Nhớ bấm vào like để ủng hộ Bằng Đoàn, cho Bằng Đoàn có động lực làm những video tiếp theo. Anh chị em có thắc mắc hay muốn Bằng Đoàn chia sẻ về điều gì thì hãy comment ở phía dưới bài viết này. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Bằng Đoàn TV, hãy bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào quả chuông để được theo dõi những video mới nhất của Bằng Đoàn TV chia sẻ cùng các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.